Hi, chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ ha. Mấy cái lồng của mình ngày hôm qua mình đang thanh lý thì mình đã thanh lý được rồi nha. Và anh em kêu mình tìm mấy cái lồng thanh lý thì sợ mình nói là mình cũng rất muốn là có để mình chia sẻ cho những anh em mà đam mê mà không có đủ điều kiện để mua những cái lồng vài triệu thì có những cái như thế vậy để sửa để chơi. Thì sợ mà mình hết rồi, khi nào có thì mình cũng sẽ đăng lên mình thanh lý tiếp cho anh em khỏi lo. Với lại một cái nữa là mình đang có cái dự định như thế này, mình muốn xin ý kiến anh em ha. Thì hiện tại là mình đang muốn là mình sẽ làm mini game tặng thuốc cho anh em hàng tháng luôn. Thì cứ mỗi ngày đầu tuần hàng tháng, cuối tháng hay gì đó mình sẽ làm mini game, tháng nào cũng có luôn, không cần phải là kênh đạt mốc hay này kia nọ. Thì mình muốn gửi đến anh em những cái loại thuốc mà mình dùng, đối với những anh em mà không có thể mà biết được những cái loại thuốc để mua hoặc là mình sử dụng cho con chim nó như thế nào, thì mình muốn là mình gửi tặng đến anh em, hoặc là với anh em thật sự là may mắn tham gia mini game của mình trúng thưởng để có dành những loại thuốc đó ở nhà. Tại vì mình thấy rất là nhiều anh em bị bệnh, chim bị bệnh mà không biết thuốc gì để trị, cho nên là mình muốn chia sẻ cái này để cho anh em có thể là anh em đem để dành ở nhà. Và khi mà con chim mình có sự cố gì mình lấy ra mình điều trị liền thì nó sẽ ổn hơn, hoặc là anh em sẽ dùng cái đó. Tại vì khá là nhiều anh em hỏi mình về những cái cách, những cái bài thuốc và những cái này cái kia, mà mình thấy là khi mà con chim nó đã bệnh rồi và anh em đặt thuốc của mình á, như thế là nó sẽ nó trị không kịp nữa đó. Cho nên là mình muốn làm như thế. Theo anh em thì mình nên làm mini game mỗi tháng mình sẽ chơi như thế nào? Chơi theo kiểu là mình sẽ quay dòng số anh em đón từ 00 đến 100. Thì mình đang có ý định như vậy. Hoặc là mình sẽ quay cái số của từng người. Nhưng mà mình thấy quay số từng người dòng bữa là mình ngồi mình sọn gần chết luôn. Còn không á thì mình cũng đang có ý định là mỗi lần mà như thế là mình sẽ like trực tiếp. Nói chung là mình sẽ mua cái lồng cầu á mọi người, lồng cầu mà quay dạng lô tô á, mình sẽ like nói chuyện với anh em hỏi mình hay gì kia nọ, và sau đó mình lại quay mấy con số đó ra, thì ai là người cuối cùng mà đón cái con số mình sẽ quay á, thì trong ngày hôm đó mình sẽ tặng cái thuốc đó cho anh em. Thật sự mà nói là cái này chủ yếu là mình chỉ muốn là chia sẻ anh em cho vui thôi, chứ ngoài ra mà tính toán tiền bạc thì thật sự nó một cái chai thuốc hay là một cái loại thuốc của mình nó không có đáng giá bao nhiêu tiền thôi mọi người, chỉ có vài trăm thôi. Mắc nhất thì chỉ có 200-300 nghìn cỡ đó, chứ còn mà vài triệu thì không. Nói chung là cái này chủ yếu là mình chia sẻ để anh em có anh em dành thôi, chứ không phải là mình để làm cho anh em có này để cái kia thì không có. Mình chủ yếu mình chia sẻ cho những anh em nào mà thật sự mình em muốn có nhưng mà không phải nào mà có tiền mua, thì có thể là mình tham gia mini game để thể là nhận được phần quà đó. Nó không, tuy không đáng giá nhưng mà thật sự nó rất là bổ ích để dành cho anh em nuôi những con chim non của mình hoặc là những con chim lớn. Thì hiện tại bây giờ mùa này thì nó đang có rất là nhiều thứ bệnh nó liên quan xảy ra, thì nói chung là mình sẽ giới thiệu từ từ những cái loại đó cho anh em luôn, bằng qua những cái gọi là mình làm mini game mình tặng cho anh em hàng tháng ha. Thì thường thì mình chỉ với anh em toàn là thường là mình theo mùa hoặc là theo cái thời điểm nào đó thì mình sẽ chia sẻ với anh em, chứ không phải là lúc nào mình cũng chia sẻ những cái vấn đề mà nó cũ kháng trước của năm rồi hay đầu năm hay cuối năm giữa năm, thì thường những cái mà loại cần thiết á thì mình sẽ chia sẻ theo cái thời điểm như thế. Giống như thời điểm bây giờ thì những con chim của mình nó rất là dễ bị là ăn, nói chung là bị té gió hay là cái nọ, thì mình sẽ tặng thuốc té gió cho anh em nó sẽ ok hơn là bây giờ. Tự nhiên không, con chim nó té gió mình đi tặng thuốc bổ hay là tặng cho anh em cái thuốc mà tăng cường sức đề kháng hay là tăng canxi hay này kia nọ thì nó cũng là vô ích thôi, không gì hết. Cho nên á thì mình làm cái video này ngày hôm nay thì mục đích là mình hỏi ý kiến anh em, và mình cũng làm luôn khởi điểm một cái đầu tiên ha. Và cái thứ hai nữa là mình quay ba con chim con của con cha này hôm bữa. Nói chung là ngày mai nó lên đường vào nhà mới rồi, nhưng mà anh chủ anh nói là anh muốn nhìn lần cuối trước khi mà nó ở nhà mình để ảnh có thể là kiểm tra xem con chim nó mình nuôi nó có ok không và nó ra sao ha. Thì tí nữa sau cái phần mà mình nói cái này thì mình sẽ quay ba đứa nó. Thì cái mini game của mình như thế này nó rất là dễ thôi. Thì mình sẽ có 100 con số từ 00 đến 100.
anh em nào dự đoán nhanh nhất, sớm nhất thì mình sẽ tặng cho anh em một chai thuốc, đó chính là chai thuốc chống co giật ha. Là mùa này thì chỉ có cái đó thôi, té gió chống co giật thì anh em rất cần thiết cái phần đó. Cho nên là nói chung là mình sẽ công bố kết quả vào 2 ngày tới ha. Bữa nay là thứ tư, thứ năm, thứ sáu mình sẽ công bố kết quả. Và cái kết quả này thì mình sẽ quay video đi ha, rồi mình xong bắt đầu mình quay số bất ngẫu nhiên. Thì anh em nào đoán trúng cái con số mà mình quay đó thì mình sẽ, nói chung là anh em gửi địa chỉ cho mình sẽ gửi đường bưu điện đến thuốc tới tận nhà cho anh em, dù anh em ở đâu mình gửi cũng được hết, cho nên anh em khỏi lo. Cái này thì gửi tặng giường anh em luôn. Cứ anh em cho đúng địa chỉ, số điện thoại của anh em thì mình sẽ gửi tới thôi. Và cái này thì mình sẽ khởi điểm đầu tiên và hàng tháng luôn ha mọi người. Thì mình sẽ quy định luôn là có thể là thứ tư hàng tháng luôn. Thứ tư hàng tháng, cứ bây giờ thứ tư đầu tuần hàng tháng ha. Thì mình đang định là cuối tháng hay đầu tháng, thì theo anh em thì cái nào nó tiện hơn thì anh em cho mình xin ý kiến ha. Nói chung là như thế. Giờ thì mình sẽ quay ba con chim non cho anh khách anh xem. Và tí nữa cái con hoa mi ngày hôm qua thì mình không có đăng lên YouTube, mình chủ yếu mình đăng ở trên Zalo mọi người, cho nên là anh em cũng hỏi mình. Thì con mi đó thì tí nó cũng đi vào nhà mới xong rồi. Và cái con lửa bông mình cũng có đăng lên Zalo, anh em cũng hỏi thì thật sự nói con đó thì anh Trí anh nhập về là 40.000. Nói chung là mình nói anh em tin hay không thì tùy, để một hai ngày nữa mình sẽ xuống mình quay cho anh em xem cái con chiếc chai lửa đó. Nhiều người thì nói mình xạo lờ, thì nói chung là xạo hay không thì cái người nhập thì sẽ biết thôi, còn người nhập mà nói chuyện kiểu đó thì mình nghĩ chắc không bao giờ mình giới thiệu lần nữa đâu. Thật sự mà nói là mình chỉ cho, chứ thật sự người ta cũng đâu biết mình nói thì người khác cũng đâu có nói mình chỉ là kia nào. Cho nên là cái con đó thì anh Tí nhập 40.000 một cặp, nhập về 40.000. Đợt đó là giá đô lúc đó là 23.000 mấy trăm á mọi người, là tính ra nó gần bằng chiếc xe Camry chứ có khác gì đâu, đúng không? Thôi mà nói đó, giờ mình chỉ nhắc sơ như thế là anh em cũng biết rồi, còn mấy anh cứ xạo thì hàng nào xạo thì nó biết liền, mấy anh không bán được chim thì mấy anh cứ kêu tôi xạo, tôi xạo phải không? Ok, đây là con máy đầu tiên. Nói chung mà hiện tại thì tụi này nó đang lên màu mọi người. Đó, nó đang trổ ra. Nó rớt lông rồi nè, con này nó 2 lông. Con này quay nắng nha, để anh em xem dễ. Và con này nó ro như một cái máy luôn. Mình định là mình sẽ làm một cái video hú ro vậy từ con này. Nó ro đã lắm. Ok, một con ha. Còn hai bãi kia nằm trong đây nè. Ở trong này nó hơi tối nha, không cảm ha. Và con này là cái con đẹp nhất trong 3 con. Bắt nha ngay từ lúc đầu luôn, mình thấy nó khác biệt với lại nó đẹp hơn mấy con kia nhiều, nhưng mà xui nó lại là mái luôn. Sukana thì đó, mọi người thấy lông, màu lông nó ra, con này ra màu đẹp nhất, chân nó cũng lọt luôn nè. Đó, mình quan sát cho anh em xem nè, đó ha, đó. Để sẵn tiện quay để anh chủ anh xem luôn. Mặt con này khá là dữ nhưng mà là ra mái. Con này ngồi không thì nó không sợ, chứ mà cầm máy quay lại là sợ. Mình chả biết sao cứ cầm máy quay lại là nó sợ.
đây là một cái loại thuốc mà chống co giật của mình đây ha. Để trong mà mình ngay từ đầu mình có nói nha, là nó bị sai cái tên như chỗ này nè. Anh em nhìn cái nhãn giúp mình thì hai mình có hai loại nhãn nhưng mà nó cùng một loại tên, thì anh em cứ theo dõi kênh mình sẽ mình sẽ nhắc đi nhắc lại cái này để anh em tránh nhầm lẫn ha, là rất là dễ. Tại hàng này nó có rất là nhiều vitamin trong đây, cho nên anh em nhìn cái cách sử dụng là ok là được. À mình có ghi đây nè, đây à, công dụng nè, anh em chịu khó đọc công dụng giúp mình, còn cái phần tên này thôi nghỉ bỏ đi, nó sai rồi. Ok ha. À, cái con máy này, cái cầm của nó thì nó đã lành rồi mọi người, nó mình thấy nó khô cái mài rồi nhưng mà vẫn còn hơi sưng một xíu thôi, không sao hết. Đó rồi ha. Nói chung là nhiều lúc cũng hên xui lắm mọi người, có chỉ cái kẽm móc ra thôi mà nó bị như thế. Con trống cha này nó được cái vậy á. Nó giờ nó rất là muốn có máy mọi người, nó đó. Con này giống như là muốn khiển được luôn á. Còn chị máy này khỏi chơi rồi. Bà máy này máy tơ. Còn con trống thì nó ị phân trong đây nè. Cứ mỗi lần dở cái áo lên là thấy đau lòng. Ngày nào không phải ai phân hết. Ok, chắc mình cũng sẽ kết thúc với gia đình đây ha. Thì anh em bình luận giúp mình cái con số mà anh em mong muốn ha. Thì mình sẽ tặng cho cái người đầu tiên đón đúng nhất ha. Là cái số bao nhiêu? Từ 00 đến 99 mình sẽ quay ha. Và thứ 6 mình sẽ công bố kết quả nha mọi người. Đây, thứ 6 là 7 tây tháng 10 ha. Ngày 7 tháng 10 mình sẽ công bố kết quả mini game cho anh em ha.